Nay 30 Tết chỗ nào cũng đông. Người hướng nội thì tìm nơi vắng vẻ, người hướng ngoại thì tìm chỗ đau sao. Nên là tôi qua bò Ba Lão Nguyễn Văn Đan để thưởng thức món bò sốt hào phô mai. Hướng dẫn mọi người ăn món này nha. Trước tiên là bật lửa lên, tán đều phô mai xuống cho nó chảy ra. Xong rưới sốt lên rồi trộn đều. Đập thêm cái hột gà, nhìn chảy nước miếng liền. Rồi gắp lên, bỏ vô miệng, nhai, nuốt. Bước 2 y chang bước 1. Chỉ cách ăn cái quay qua quay lại còn cháo không. Ăn nhiều thì no mà ăn nữa thì đã, nên tôi kêu thêm món bạch tuộc sốt sa tế. Được cái có đứa con gái có khí diễn xuất, ra đường á là bực chế độ thân thiết, chứ ở nhà còn lâu mới nhận được nó. Ăn xong cái hẹn thằng A Mã qua bên Highland uống nước, vô kêu trước 2 ly trà sen vàng, chờ vợ chồng nó qua. Thực ra tên của nó là Trường nha, mà tại hồi nhỏ ngựa quá nên kêu là A Mã. Ra quán người ta còn mang theo bánh tráng cuốn, nếu bạn đã thực tâm muốn mời thì tôi cũng sẽ thực tâm muốn ăn. Rồi cái miệng bị mẻ gì mém gất miếng bánh tráng. Xong thấy gần tới bắn pháo bông nên tranh thủ luồn lách ra kiếm view đẹp để xem. Còn 15 phút nữa là đến giờ gờ. 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Chọn được cái view coi bắn pháo bông đúng đẹp ngay trên đỉnh đầu luôn. Tận hưởng 15 phút đẹp nhất của năm. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Giá để coi view đẹp thì sẽ là như thế này. Kẹt trong nguyên một biển người rồi biết khi nào mới về được tới nhà.